Hương Thơ và chương trình Câu Chuyện Y Khoa do Bệnh viện Oncos Memorial Bảo Trợ xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hương Thơ rất hân hạnh đón tiếp sự xuất hiện đầu tiên của một người bác sĩ chuyên về giải phẫu lồng ngực, đó là bác sĩ Samer Kanan. Welcome to the show, Dr. Kanan. Thank you, Tanya. Thank you for having me. Trước hết Hương Thơ sẽ hỏi bác sĩ về cái ngành chuyên môn của bác sĩ. Could you please tell our audience and viewers what is your training and background, Dr. Kanan? Yes, thank you. I did my surgical training at Northwestern in Chicago. I did some research at Washington University doing lung transplant research. Then I spent 3 years at USC, University of Southern California, doing cardiothoracic surgery. And then I spent a year at the Brigham, which is Harvard's hospital, doing thoracic oncology and minimally invasive thoracic surgery. And I've been in private practice now for 10 years and I'm very excited, so thank you. Vâng, thưa quý vị, bác sĩ Kanan là một bác sĩ chuyên về giải phẫu lồng ngực. Bác sĩ có 10 năm kinh nghiệm làm việc tại một văn phòng tư và bác sĩ cũng chuyên về giải phẫu phổi bằng máy robot. Bác sĩ được đào tạo tại Đại học Y khoa Northwestern về phẫu thuật tổng quát và Đại học USC về phẫu thuật tim và thực tập giải phẫu lồng ngực và xâm lấn tối thiểu tại Bệnh viện Brigham and Women's Hospital của Đại học Harvard. Hiện nay bác sĩ đang giữ vai trò đào tạo bác sĩ giải phẫu robot trên toàn quốc. Vì thế bác sĩ Hương Thơ được biết là bác sĩ phải bay đến nhiều nơi trong nước và hướng dẫn những bác sĩ giải phẫu lồng ngực tim mạch khác về phương pháp giải phẫu bằng máy robot. I just added that you have to you are a trainer for the robotic surgery, and that's yes. Why you have to fly back and forth many times. Oh yes, yes. No, so I one of my passions is lung cancer, which we'll talk about, and of course robotic surgery, the Da Vinci or Intuitive system. And yes, I fly across the country. They have me teach other surgeons how to do robotic lung cancer surgery. Vâng, như là tại Hương Thơ có nói chuyện với bác sĩ biết nên bác sĩ cũng vừa nói thêm là bác sĩ rất say mê về cái lĩnh vực về ung thư phổi và bác sĩ đã là người được làm huấn luyện cho những bác sĩ khác trên toàn quốc nên bác sĩ phải bay tới bay lui để hướng dẫn các bác sĩ khác về giải phẫu bằng máy robot. Before we go through the lung cancer and what robotic surgery can do with the treatment, could you please share with our audience about the cause? What causes lung cancer? Yes, so lung cancer, over 90% of cases of lung cancer is from smoking. But there are other causes outside. Secondhand smoke is one. In the environment, pollution. Countries that have a high pollution rate with large populations can be at risk. And then radon, which is kind of a chemical that's typically in the ground for places that have basements. Midwest would be a good example. Asbestos. And then there are some people who are non-smokers who just have a genetic mutation that causes cancer, but that's rare. How about a working environment too? Working asbestos is probably the most common. There are other chemicals, could be diesels and fumes and other environmental, but asbestos would be probably the number one exposure. Vâng, cái nguyên nhân mà bác sĩ nói như chúng ta thường nghe đó là cái nguyên chính và rất phổ biến gây ra ung thư phổi chính là hút thuốc lá. 90% số ca ung thư phổi có nguyên nhân từ hút thuốc lá. Và bác sĩ cũng nói ung thư phổi ở những người không hút thuốc lá có thể tiếp xúc với second hand smoker, là mình hút thuốc lá thụ động khi có người nhà chung quanh mình hay là đến những môi trường có thuốc lá nhiều quá mình có thể hít cái hơi thuốc vào. Và có những nơi là do tiếp xúc với ô nhiễm không khí, có một số quốc gia như là chúng ta nghe nói ở Trung Hoa cũng là một nơi ô nhiễm không khí rất nhiều. Và những vùng Midwest là những vùng miền phía Trung Tây của Hoa Kỳ có những cái nhà có những cái basement á, thì nó có nhiều chất radon á, thì cũng làm cho chúng ta có thể bị ung thư phổi. Họ có những cái nhiều yếu tố khác như môi trường làm việc có chất asbestos, khí thải từ dầu diesel hoặc có một số hóa chất khác cũng có thể gây ung thư phổi ở một số người không hút thuốc lá. My next question is, who should have a lung cancer screening, especially with our program, special program now at Oncos Memorial with CT low dose, CT scan low dose, Dr. Kanan? Yes. So the low dose screening program, that came about because the study showed it saved lives. So patients who should have that,
And as you know, Orange Coast has a low cost for people, but now it's approved for Medicare. So the approval for Medicare are patients ages 55 to 80 who have a smoking history. And we use the term 30 pack years, which means one pack a day for 30 years or two packs a day for 15 years. There are some people who might have less smoking history, who might have some family history or some other things. But I would recommend if they have any questions to call. We have a nurse and a program at Orange Coast that can answer all those questions and find out. But in general, it's that age group who smoked. Yes, he was on the show before. Okay, Robin good. Phillips, right? Good, good. Vâng, Hương Thảo hỏi cái câu hỏi vừa rồi đó là ai là những người nên đi truy tầm ung thư phổi với cái phương pháp mà low dose chụp hình liều thấp của CT scan mà Hương Thơ đã giới thiệu nhiều lần trong quá khứ, thì bác sĩ nói là đó là một chương trình có thể save life, có thể giữ mạng sống của nhiều người nếu mà quý vị rơi vào những cái trường hợp vừa nói là có nguy cơ cao về ung thư phổi đó. Và những người mà tuổi từ 55 đến 80 tuổi hút thuốc lá một gói mỗi ngày trong vòng 30 năm hay hai gói trong vòng 15 năm, hoặc quý vị đã bỏ hút thuốc trong vòng 15 năm qua, và chương trình của Bệnh viện Orange Coast có một người nurse navigator, bà là Robin Phillips, và quý vị nào mà mới đây thì họ có Medicare đã chi trả, đồng ý chi trả cho người nào có Medicare. Và nếu mà quý vị muốn đi bằng cash á, nó rất là thấp, có 100, hình như có 105 Mỹ Kim thôi. Khi mà người ta phát hiện quý vị có ung thư thì lúc đó bảo hiểm của quý vị sẽ lo cover cho quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc, quý vị cứ gọi cho Hương Thơ để tìm hiểu thêm. Thương Thơ sẽ hỏi tiếp về cái chương trình giải phẫu lồng ngực tại Orange Coast Memorial là như thế nào. Could you please tell our audience about our thoracic program at Orange Coast Memorial? Well, I think we have an outstanding program at Orange Coast Memorial. I think that the lung cancer program requires a lot of pieces. You mentioned Robin. We have a nurse navigator. From a facility point of view, we have the robotic technology to do surgery. We have what's called EBUS, or endobronchial ultrasound. It's a special equipment to diagnose and biopsy lymph nodes or lung cancers. We have a good team in pulmonary or lung doctors, thoracic robotic surgeons like myself. We have a very strong oncology or cancer doctors, the medical oncologists. We have a tumor board that we meet every week. And Orange Coast has been recognized on many levels as being a premier cancer center. Most recently, the Addario Foundation, which is a very prestigious foundation, has recognized Orange Coast in their efforts for being a cutting-edge leader in lung cancer care. And so I think we have a fantastic program. And then, of course, outside the doctors, we have great nurses and a great philosophy of caring for our patients. Vâng, bác sĩ trả lời là ở chương trình thoracic surgery program của Orange Coast Memorial, và đặc biệt là chữa về các bệnh ung thư về phổi đó, thì chúng tôi có một đội ngũ xuất sắc bao gồm có người nurse navigator, tức là y tá điều hành, bà Robin Phillips chăm sóc đặc biệt về phổi, rồi có bác sĩ chuyên khoa về ung thư, bác sĩ xạ trị chuyên về ung thư, và bản thân bác sĩ Canan là một bác sĩ phẫu thuật lồng ngực. Và nói đến ung thư phổi thì Orange Coast Memorial cung cấp một chương trình điều trị ung thư phổi toàn diện với sự cộng tác của các bác sĩ chuyên khoa và và các bác sĩ rất là kinh nghiệm, sẽ cùng họ cùng gặp lại nhau để gặp bệnh nhân, để cùng nhau xem lại cái kết quả xét nghiệm và bệnh sử của bệnh nhân, để cùng nhau phát triển một kế hoạch điều trị cá nhân tốt nhất để đáp ứng cho nhu cầu của bệnh nhân. Và chương trình này một lần nữa là do bà Robin Phillips, một y tá chuyên về ung thư phổi, sẽ hướng dẫn từng bệnh nhân một thông qua kế hoạch chăm sóc và cách điều trị để bảo đảm cho họ có những thông tin đầy đủ về kế hoạch chăm sóc. Ngoài ra còn chương trình có phương pháp phá hủy tế bào ung thư bằng phương pháp nhiệt cao tần là RFA và phương pháp EBUS, tức là thủ thuật
họ chọc họ hút cái họ chọc vào rồi hút cái ung thư bằng cái kim xuyên phế quản, rồi Oncos Memory còn có máy móc quan tuyến rất là tiên tiến và chính xác để truy tầm phát hiện ung thư sớm. Có lớp hướng dẫn cai thuốc lá, chương trình hướng dẫn về ung thư phổi. I also mentioned about our smoking cessation class and education, and we also have a very good radiation radiation oncology is also very strong. Yes. And now we should like to have a short break before we go back to our second part. Đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng để gửi đến quý vị thông tin thương mại và sẽ trở lại với phần 2 với bác sĩ Samir Khanan chuyên về giải phẫu lồng ngực, nhất là các bệnh về ung thư phổi và qua cái phương pháp giải phẫu bằng máy robot. Xin quý vị tiếp tục theo dõi phần 2.